Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, thị trường thức ăn nhanh bắt đầu bùng nổ và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Những món ăn có chứa thành phần phô mai như pizza, mì Ý cũng được xếp vào nhóm những thức ăn nhanh. Và vô tình bị mọi người có những suy nghĩ đánh giá không tốt. Họ cho rằng nếu sử dụng quá nhiều những loại thức ăn nhanh có chứa phô mai như pizza sẽ tăng nguy cơ dẫn đến tình trạng béo phì, thừa cân, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu khoa học về phô mai của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới lại đưa ra những đánh giá tích cực về phô mai. Phô mai là một chế phẩm từ sữa, được làm bằng cách kết đông và lên men từ sữa của các loại động vật như bò, trâu, dê, cừu. Có thể kết đông sữa tạo thành phô mai sau khi axit hóa sữa bằng cách cấy vi khuẩn rồi thêm vào enzyme rennet hay những enzyme thay thế. Phần rắn được tách ra và nén lại thành hình dạng nhất định, tạo ra được phô mai hay còn gọi là format mà chúng ta thường sử dụng. Cùng với sữa, phô mai là thực phẩm chế biến sẵn có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều loại protein, chất đạm, lipid, chất béo, đường và các khoáng chất. Ngoài ra, phô mai rất giàu canxi, vitamin A, D và B12. Nguồn vitamin B12 trong phô mai có thể bù vào lượng vitamin B12 bị thiếu hụt ở nhóm những người lười ăn hoặc khó hấp thụ vitamin này từ các loại thịt. Đây là những nhóm chất cần thiết cho cơ thể, đóng vai trò rất quan trọng với sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là với trẻ em. Dạ, con có thích ăn phô mai là tại vì cái mùi vị nó mặn mặn, béo béo, với lại phô mai rất là tốt cho sức khỏe nữa, có nhiều canxi. Phô mai là một loại thực phẩm chế biến sẵn, nó có rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như là chất đạm, chất béo và nhiều khoáng chất. Và đặc biệt là phô mai thì mình biết là nó có nhiều canxi nữa, nó giúp cho xương mình chắc khỏe. Đó là lý do tại sao mình chọn phô mai dùng từ nhỏ cho đến bây giờ. Và nó đã xây dựng thành một cái thói quen của mình rồi. Có thể là mình sẽ dùng để ăn sáng cùng với phô mai. Mình nghĩ là nó rất là cần thiết, bổ sung những cái chất dinh dưỡng còn thiếu trong cơ thể. Phô mai với thành phần chính là casein, là một loại protein tốt nhất trong sữa. Nếu để ý kỹ thì trong cùng một hàm lượng thì hàm lượng canxi trong phô mai gấp 6 lần trong sữa. Đồng thời cùng với các vitamin khác như vitamin A, vitamin D, vitamin B12 giúp hấp thụ tốt cho xương. Phô mai làm từ sữa cô đặc, do vậy đây là một cái thực phẩm rất là giàu năng lượng. Thì trung bình trong một cái miếng phô mai hình tam giác mà mình hay sử dụng đó là nặng khoảng 18 gram, thì có hàm lượng chất đạm nè, chất béo nè, chất bột đường tương đương với trong 100ml sữa. Ngoài ra thì phô mai cũng là một cái thực phẩm rất là giàu vitamin nhóm A, nhóm D và các khoáng chất khác, đặc biệt là canxi. Thì chúng ta đã biết thì là 50% cái nhu cầu canxi hàng ngày của mình được cung cấp qua cái khẩu phần ăn, còn 50% còn lại được cung cấp chủ yếu là từ sữa và các chế phẩm từ sữa. Do vậy phô mai được xem là một cái nguồn thực phẩm cung cấp canxi rất tốt cho cơ thể, nhất là đối với những cái người mà có tình trạng là bất dung nạp với lại sữa. Không chỉ được các chuyên gia đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, phô mai từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là với những đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển, thì phô mai dường như là một món ăn vô cùng khoái khẩu và hấp dẫn. Dạ, tại vì phô mai ngon, con rất thích ăn phô mai. Phô mai giúp con cao hơn, khỏe hơn. Dạ, thường thường thì bà nội con chế biến thành nhiều món, ví dụ như là phô mai thì để trong bánh pizza, hay là để trong bánh sandwich. Tôi được biết là phô mai nó nhiều giá trị dinh dưỡng, nó nhiều protein, bổ sung canxi cho con trẻ, nên là tôi thường cho cháu ăn, ví dụ như là ăn phô mai miếng, rồi bánh pizza phô mai, hoặc là mì Ý có phô mai. Tôi thấy chất lượng của phô mai là rất là nhiều dinh dưỡng cho vấn đề canxi cho các cháu bé, nên tôi quyết định chọn cái phô mai để mà cho các cháu là dùng mỗi ngày. Là một ngày tôi cho ăn là có thể là buổi sáng mà một viên, một chiều một viên.
Nhắc đến phô mai, không thể không nhắc đến đất nước Italia. Từ thời đế chế La Mã cổ đại, phô mai đã xuất hiện và chiếm vị trí quan trọng trong ẩm thực Ý. Trong các cuộc viễn chinh của quân đội La Mã, phô mai rất được binh sĩ ưa chuộng vì tính chất bổ dưỡng, thơm ngon, dễ vận chuyển. Từ những điều kiện ấy, qua thời gian, ảnh hưởng của phô mai trong ẩm thực Ý ngày càng trở nên sâu rộng. Vì thế, món ăn, niềm tự hào ẩm thực lớn nhất của người dân quốc gia này, những chiếc bánh pizza nóng giòn, thơm ngon, hấp dẫn người dùng, không chỉ bởi hình thức bắt mắt, mà còn bởi hương thơm, mùi vị tuyệt vời, hay món mì Ý với những sợi mì vàng ươm, óng ánh. Thì chắc chắn không thể nào thiếu đi thành phần quan trọng nhất, phô mai. Là một trong những món ăn thể hiện được đầy đủ và trọn vẹn nhất toàn bộ hương vị, mùi thơm ngọt ngào, hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời từ phô mai. Pizza trở thành món ăn đang rất được ưa chuộng hiện nay ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Những miếng phô mai thái sợi vàng tươi, óng ánh và bắt mắt như thế này phủ kín bề mặt bánh pizza, tạo cho món ăn này sự hấp dẫn tuyệt vời khó cưỡng. Mình thì mình thích ăn pizza, đặc biệt là gorgonzola hay là phô mai phồng ghi, thì mình rất thích ăn vì nó béo, ăn rất là, nhất là gorgonzola thì có mùi gorgonzola rất là thơm, phô mai nó rất là béo nên mình rất là thích ăn. Đọc báo thì mình thấy là phô mai đó nó giúp cho tăng chiều cao, mình rất lùn, mình rất thích chiều cao nên mình rất thích ăn. Khi mà ăn pizza phô mai thấy nó hấp dẫn hơn, thơm hơn, nó béo hơn, nhìn nó tuyệt vời. Đối với chị em thì phô mai giúp chị em ăn nhiều sẽ tăng chiều cao, làm cho giá trị của pizza thêm ngon hơn và béo, rất là tuyệt vời. Thì hầu hết toàn bộ thức ăn trong nhà hàng Pizza Pizza đều sử dụng phô mai vì nó có độ béo và hương rất thơm. Phô mai tươi sau khi nướng lên thì có một cái mùi vị rất là thơm, béo và rất kích thích vị giác của người Việt Nam mình. Nhiều người trước đây thường cho rằng pizza, mì Ý với sự kết hợp hòa quyện tuyệt vời của phô mai là một trong những món ăn fast food không mang lại giá trị dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Ngược lại còn khiến cho chúng ta dễ dàng mắc các bệnh về đường huyết, tim mạch, béo phì. Tuy nhiên, đây là một quan điểm có phần chưa đúng đắn và chưa thật sự khách quan. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, pizza là sự kết hợp khá đầy đủ của 4 nhóm chất trong ô vuông thực phẩm bao gồm chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin từ rau củ. Nếu sử dụng ở một mức độ và tỷ lệ hợp lý, đây sẽ là nguồn cung cấp thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, đồng thời cũng kích thích được khả năng ăn uống của trẻ. Sẽ giúp tăng thêm khả năng hấp thu canxi cho các bé, giúp các bé khỏe mạnh hơn, phát triển vượt trội hơn cả về thể chất lẫn trí não. Hai loại phô mai thường sử dụng trong pizza là mozzarella, gorgonzola, đều là những loại phô mai có thành phần ít béo. Tuy nhiên, lại chứa lượng canxi dồi dào nhất trong số các loại phô mai hiện nay trên thị trường, với hương thơm và mùi vị tuyệt vời, hấp dẫn. Mặc dù phô mai là một nguồn cung cấp canxi và các giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho sự phát triển xương của cơ thể, tuy nhiên, để vừa có thể thu nạp được toàn bộ những giá trị này một cách trọn vẹn, đầy đủ nhất, đồng thời không ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tim mạch, dẫn đến nguy cơ béo phì. Khi sử dụng phô mai hay các loại thực phẩm có chứa phô mai, chúng ta nên tìm hiểu và lưu ý những lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng. Đầu tiên chúng ta cần biết là phô mai là một cái thực phẩm rất là giàu béo. Giàu béo thì đương nhiên nó cũng sẽ giàu luôn cả
cholesterol và axit béo bão hòa. Đây là hai cái loại lipid mà được xem là không tốt cho sức khỏe. Do vậy, nếu như phô mai là một cái món ăn khoái khẩu của bạn, thì bạn nên chuyển sang những cái loại là phô mai ít béo, và mình nên ăn kèm với những cái thực phẩm mà có chứa phô mai như là pizza nè, mì ý nè, chung với những cái món ăn mà giàu rau xanh và trái cây tươi. Một cái điều cần lưu ý nữa là phô mai được làm từ sữa tươi. Do vậy đây chỉ là một cái thức ăn thích hợp cho trẻ trên 12 tháng tuổi, làm giảm thiểu tình trạng dị ứng protein sữa bò ở trẻ nhỏ. Cũng như lời khẳng định từ các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng canxi trong phô mai thực sự rất cao, thậm chí còn cao hơn gấp cả trăm lần so với hàm lượng canxi chứa trong các loại thịt. Phô mai hay các loại thực phẩm có chứa phô mai như pizza, mì ý đều là những sản phẩm sẽ cung cấp những giá trị bổ dưỡng cho sức khỏe, nếu như chúng ta biết sử dụng chúng một cách hợp lý và khoa học. Bởi bản thân của phô mai hay những món ăn sử dụng phô mai đều đã rất hấp dẫn và lôi cuốn thực khách bởi cách trang trí, thể hiện bắt mắt, nên không khó để khiến nhiều người yêu mến và thưởng thức nó. Tuy nhiên, muốn đạt được kết quả tốt nhất trong việc hấp thu canxi trong phô mai, chúng ta nên nhớ hãy sử dụng những loại phô mai ít béo và kết hợp sử dụng cùng các loại rau củ và một chế độ ăn hợp lý để vừa có thể tăng được hàm lượng canxi dồi dào cho cơ thể, đồng thời giữ được một sức khỏe ổn định, mạnh khỏe, không phải lo lắng đến các vấn đề tim mạch, béo phì. Phô mai có nguồn gốc từ sữa cô đặc, cho nên là phô mai có giá trị dinh dưỡng rất là cao, trong đó thì có là canxi. Thì rõ ràng thì mà nói là so với tra bản thành phần dinh dưỡng thì cái hàm lượng canxi trong phô mai rất là cao. Ngày thì chúng ta nên tiêu thụ trung bình là khoảng từ 40 đến 60 gram phô mai, là khoảng 2 đến 3 cái miếng cái phô mai hình tam giác chúng ta hay xài, hay sử dụng. Nhưng mà lưu ý mình nhớ là mình nên sử dụng loại phô mai ít béo. Thì hiện nay là trên thị trường Việt Nam là đều có những cái loại là phô mai đều có giảm hàm lượng béo. Đối với các bé, việc hấp thu canxi để xương chắc khỏe, mau ăn chóng lớn là điều vô cùng quan trọng và được các phụ huynh hết sức quan tâm. Vậy tăng canxi hơn gấp trăm lần nhờ vào ăn phô mai được xem là một trong những phương pháp giải quyết vấn đề này một cách tối ưu. Cho trẻ ăn phô mai hay các thực phẩm có chứa phô mai như pizza, mì ý là việc làm cần thiết vì vừa bổ sung được dinh dưỡng, đồng thời cũng kích thích vị giác của các bé. Tuy nhiên, đừng quên một chế độ ăn khoa học và hợp lý, cộng thêm sự kết hợp đầy đủ của các loại vitamin từ rau củ. Có như thế, các bậc phụ huynh mới có thể yên tâm vì vừa cho trẻ ăn được món khoái khẩu của mình, lại không lo trẻ bị thiếu hụt các giá trị dinh dưỡng.